Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18 ha. Hôm qua thì gia đình gấu đã có thêm một thành viên mới rồi, thành thử ra hôm nay mình muốn gia đình gấu sẽ di dời đến một cái chỗ ở mới nó đàng hoàng hơn á. Và chắc mình sẽ làm cho gia đình gấu một cái chỗ ở nó đâu đó gần gần cái chỗ farm mật ong của mình. Và để coi nè, hình như ở đây nó có một cái chỗ đất tương đối phẳng nè, ngay chỗ này luôn nè. Đã vậy nó còn có một chỗ nước y như là cái khúc sông nhân tạo ha. Nó dài vô tới đây luôn. Thế nên chắc hôm nay mình sẽ biến cái chỗ này thành nơi ở của gấu luôn đi. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải dọn lại cái chỗ đất bên này trước. Tại vì trên này thì nó hơi bị cao so với phần đất bên kia. Nguyên vật liệu xây chỗ ở cho gấu panda chủ yếu thì mình sẽ sử dụng những cái thân gỗ sồi nè. Mình sẽ làm giống như cái hàng rào vậy ha. Thứ nhất là bảo vệ gấu nè. Và thứ hai là đừng để gấu đi ra bên ngoài á. Để cho gấu ở yên ở bên trong thôi. Mình sẽ làm cho nó rộng tầm ngang đây ha. Ui, chưa. Gỗ mình sẽ làm thành những cái gỗ sồi luôn nha. Chứ không phải cái thân đâu. Thành những cái gỗ sồi như vậy nè. Mình sẽ canh cho nó sát mí cái chỗ cát kia ha. Sát mí là ngay đây. Đó. Đây một cái ha. Cách ra vài ô thì mình sẽ đặt tiếp những cái thân này thôi. Ở 3 ô. Đó. 3 ô là một cái thân ha. Cái này tới nước luôn rồi. Dẫn 3 ô luôn. Rồi. Coi lại cái nữa coi ổn chưa nha. Cũng không quá nhỏ nha. Chỉ là đủ thôi. Mình chỉ sợ xây vậy thì nó hơi nhỏ, nhưng mà nhìn lại thì thấy nó cũng tương đối to để gấu có thể ở rồi đó. Xong rồi mình cạo vỏ thôi. Cạo đi lớp vỏ thì nhìn cái gỗ nó sẽ đẹp hơn á. Đây. Tương tự ở mấy chỗ này luôn. Bây giờ thì nối dài lại đằng kia, tiếp tục là khoảng cách 3 ô ha. Rồi sau đó thì mình sẽ tiến hành gắn vào những cái hàng rào gỗ sồi luôn nè. Mình đang phân vân là không biết là nên dùng hàng rào luôn hay là dùng lá nữa. Ví dụ bây giờ mình gắn hàng rào vô đi. Ồ, hết rồi. Hàng rào vô. Gấu trong đây hình như không ra được đúng không? Trong đây thì không ra được rồi. Mình xây sao mà mình đi ngang á, nó không có lọt ra bên ngoài là được ha. Chứ xây xong mà gấu vẫn đi ra ngoài được thì toang mất. Cỡ ra sao mình có điềm là giống như là bị con Ripper nó làm cho Ensery á, nên mình... Nên thôi, chuyện tâm linh không có đùa được đâu. Cứ đi ngủ sớm nha, đúng giờ là đi ngủ. Láo nháo với con Ripper là nó cho mình ăn hành liền. Ripper trong đây nguy hiểm lắm. Rồi, mình đã xong được một bên rồi nè. Nhưng mà bây giờ mình lại thiếu lá. Để mình bay vô trong nhà coi hôm bữa mình xây cái máy farm còn lá không ta. Mình nhớ là mình có nhét lá lại vô trong á. Nè, còn lá nè. Ôi, nhưng mà lá này là lá vân sam chứ không phải lá sồi. Mình muốn dùng lá sồi hoặc là cái lá rừng á. Vậy nó mới tươi tốt được. Lá rừng thì hơi xa nên chắc mình sẽ lấy tạm lá sồi đi ha. Lá gỗ sồi. Đây, lá gỗ sồi. Lấy hết luôn. Lá sồi thì mình sẽ gắn ở phía trên cũng như là một vài cái ở bên ngoài ha. Nhìn cho nó tự nhiên một tí. Nhưng mà đừng có gắn bên trong. Gắn bên trong là gấu sẽ tận dụng rồi trèo ra ngoài á. Gấu panda thì chứ thông minh lắm. Nên không được chủ quan á. Sau khi làm xong phần hàng rào thì bây giờ mình sẽ đi lấy những cái tre ha. Ở đây thì mình không có nhiều lắm. Có được mớ hôm bữa mình nhân giống mà tới bây giờ nè. Hy vọng là đủ để mình qua bên bển mình trang trí ha. Tại vì chỗ của gấu panda thì phải có thật là nhiều tre như vậy nè. Thì gấu panda mới thích được. Đó, mình được nhiều rồi. Ui, cái này cũng nhiều quá chứ. Có mấy cây tre mà mình nhân giống không mà nó cho mình, trời ơi, gần 4 stack rồi nè. Vậy thì dư sức để mình trang trí rồi. Quá là nhiều luôn á. Mình sẽ vừa trang trí rồi đợi nó lớn rồi mình thu hoạch mình nhân giống thêm nữa ha. Rồi bây giờ thì trồng thật là nhiều vô. Rồi giờ thì đợi cho tre lớn nữa ha. Bây giờ thì ngủ giấc rồi sáng thức dậy sẽ làm tới những cái kiểu như là chỗ chơi trò chơi cho những em gấu panda. Mình muốn làm ngay đây một cái giống như cái cầu tuột vậy đó, để gấu panda leo lên á, rồi có gì tuột thì gớt xuống đây thì sẽ không có mất máu nè. Đó là ý tưởng của mình á. Rồi
Hy vọng là đừng có lộn mạnh quá, cắm đầu xuống dưới là mất máu gán chịu á. Rồi nói xuống thôi. Đấy, nói xuống giống như vậy ha. Rồi, vậy là xong được một chỗ chơi trò chơi cho gấu rồi. Này, gắn xuống này. Ngay đây và ngay đây. Rồi, giờ mình sẽ test thử giùm gấu ha. Ví dụ gấu lộn nhào chắc cũng không có nhanh đâu. Đó, có gì cắm đầu là cắm đầu xuống nước hả, chứ không có mất máu đâu ha. Một chỗ chơi trò chơi rồi nè. Rồi mình có nên làm những cái kiểu như là cái nhà nhân tạo không ta? Cái nhà mini thôi cho gấu. Cũng nên đó. Nhưng mà bây giờ trước tiên thì chắc mình sẽ đưa gấu vô trong đi ha. Đây, mình sẽ đục ở đây hai cái lỗ để mình chèo thuyền, mình đưa gia đình gấu vô trong ở. Đây, làm gấu đầu tiên sẽ đi vào nơi ở mới ha. Hy vọng là những em gấu này sẽ thích chỗ mà mình xây. Vô. Quẹo cua. Úi xời, bo cua hơi bị gắt nha. Sao một em. Ở nhà trả thêm hai em còn lại nữa. Coi em ăn kìa, nhìn dễ thương không? Ngồi trên thuyền mà ăn tỉnh bơ luôn á. Đúng là gấu panda. Ăn mà nó cái cổ niễn qua con bên là kỳ á. Lạ thiệt. Bo cua. Rồi xong phim. Ba em gấu đã tới nơi ở mới rồi. Mình sẽ rào chỗ này lại ha. Rào lại. Đây đây. Xong. Và bây giờ thì mình sẽ làm tới cái chỗ che nắng che mưa tạm thời cho gấu ha. Không biết xây chỗ nào cho thích hợp ta. Đằng kia nha. Ờ, đằng kia còn trống một xíu kìa. Mình coi coi mình sẽ tận dụng. Có nên tận dụng mấy cái tre này xây luôn không nhờ. Rồi xong phim. Vậy là mình đã có chỗ che mưa che nắng cho những em gấu rồi ha. Làm bằng vật liệu tự nhiên luôn, bằng những cái thanh tre trong cái chỗ này luôn nè. Thấy khá là ok đó. Giờ thì mình sẽ đưa gấu ra khỏi những cái xuồng ha. Nhân giống luôn. Gia đình gấu sẽ ngày càng đông thôi. Để coi lần này chào đời bé gấu gì đây. Gấu nâu hay là gấu gấu bình thường. Vẫn là một em gấu bình thường á. Trong đây lâu lâu mình like tạo gấu á, thì sẽ có xác xuất ra những em gấu màu nâu nhìn rất là đặc biệt luôn. Kìa, đang chơi giỡn kìa. Trời mưa đó, đi chú mưa đi. Cái này chắc mình phải trang trí thêm thôi, như vậy thì còn đơn sơ quá à. Ngoài ra thì thỉnh thoảng mấy em gấu ưa đi qua bên này bằng cách lội như vậy nhìn cũng tội nghiệp ha. Thôi mình làm luôn một cái cầu đi, cầu bằng lửa trại. Cho mấy em đi qua đi lại nó dễ hơn. Đỡ mất công lội nhìn tội nghiệp quá. Đá thân thì đi chậm rồi. Còn sung sung rồi lội nữa, biết khi nào qua tới bên kia. Nè, làm luôn cho cái cầu á. Ui da. Rồi mới mốt có qua thì cũng dễ hơn ha. Lên cầu đi. Ui. Đây giúp cho. Khổ ghê á. Ua ua ta. Rồi, lên bờ đi. Lên. Khổ thiệt chứ. Rồi, và như vậy thì cái công đoạn trang trí ở bên trong chỗ nuôi gấu panda mình cũng đã làm xong rồi ha. Nói chung thì cái này mình cố gắng tạo cái môi trường nó gần giống tự nhiên nhất cho những em gấu thôi. Tại vì nơi thân thuộc của những em gấu là nơi có những cái cánh rừng tre ha, nên mình trồng rất là nhiều tre trong đây nè. Để giống như là nơi quê hương của những em gấu. Chắc bây giờ mình sẽ nhân giống tiếp gấu đi nha. Mình sẽ lấy một chút tre mình nhân giống tiếp đi, nãy giờ cũng lâu rồi. Đó, được rồi nè, nhân giống. Lại bạn đi. Đúng rồi, lẹ đi. Tiếng gọi của tình yêu đi, lẹ lên. Rồi, chào đời gấu con đi. Một em gấu con nữa nè. Để coi mặt em này mặt hiền hay là mặt hung dữ. Mặt hiền. Có một vài em gấu nhìn mặt hung dữ lắm. Mà nãy, mà hổm ra mình nhân giống toàn là gấu hiền không á. Gì cũng đỡ. Sẵn tiện hôm bữa mình xem mình có dư bê tông đen nè, rồi bê tông xám, bê tông trắng quá trời nè. Mà mấy cái màu này thì gần như là vừa đủ để mình kiểu như xây ra được một cái pho tượng của gấu panda luôn á. Hợp lý thiệt. Thôi thì lỡ dư rồi mình sẽ xây luôn một cái
cái tượng gấu panda ha. Giống như chỗ nuôi ong vậy đó, chỗ nuôi ong thì mình sẽ xây tượng con ong, còn nuôi gấu panda mình sẽ xây tượng gấu panda ha. Đây ở phía bên ngoài này luôn nè, bên này nó còn một chỗ đất. Nhưng mà nó hơi bé thì phải. Ồ, ở ngoài này thì hơi bé rồi. Xây bên trong này thì không đủ không gian, trong này thì bị chật quá. Để mình kiếm chỗ nào nó hơi rộng rộng một xíu thì mình xây á. Xây đâu vậy ta? Hay là xây trên mặt nước luôn nhờ? Xây ngay cái phía bên này nè, một em gấu panda to đùng luôn. Cũng hay, gì cũng được. Ok, chắc mình sẽ xây xây ở đây luôn ha. Nhưng mà chắc trước tiên mình cần phải đi lấy đất để mình ốp lại cái mặt nước này cái đó. Ốp cái mặt trước lại để mình xây nó dễ hơn. Bây giờ thì mình sẽ làm cái phần mình của gấu trước. Phần mình thì mình sẽ xây cho nó cỡ 11 ô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ô ha. Rồi rộng cỡ 7 ô thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây là cái phần mình ha. Còn cái phần chân thì một xíu thì mình sẽ xây sao, xây trước cái mình đi. Ồ, có nhỏ quá không ta? Chắc cũng vừa vừa chứ không tới nỗi nhỏ đâu ha. Rồi sau đó kéo cái này lên cỡ 8 ô ha. Sau khi xây xong cái phần mình thì mình sẽ xây tới cái phần đầu ha. Tại vì cái phần đầu của gấu panda thì thường thường á, gấu con cái đầu nó sẽ rất là to luôn. Nên mình sẽ xây cái đầu nó bự hơn cái mình ra thêm một ô ha. Đây, ở dưới là cái này là 11 x 7 đúng không? Vậy ở ngoài này là 13 x 9 nha. Ở phía bên ngoài là 13 x 9 đó. Rồi, xây ốp một vòng trước đi. Rồi, giờ thì kéo cái này lên cỡ 10 ô nha. Tính từ ô ở dưới luôn á. Sau khi xây xong cái phần đầu cũng như phần mình thì bây giờ mình sẽ tiến tới xây cái phần chân cho gấu nha. Ở đây là cái phần chân nè. Cái này mình xây ra vừa đủ luôn á. Chân sẽ có chiều dài là cỡ 4 ô nha. Và chiều rộng là 3 ô. Đó, đó chính là phần chân của gấu panda. Này mình sẽ kéo lên cỡ 3 ô luôn nha. Rồi, nhìn lại cái nữa coi. Chân có bị to quá không? Giờ trước mắt là làm chân như vậy đi nha. Còn ví dụ mà kiểu chân bị to quá thì một xíu xây rồi mình sửa lại. Tại giờ mình chưa có làm cái phần tay nên mình chưa thấy là nó bị mất cân đối á, thấy nó vẫn ổn ha. Rồi cái tay thì sẽ cũng là 3 ô nha. 2 3. Nhưng mà mình sẽ cho xây vào phía trong, kiểu như đang cầm cái thanh tre vậy đó. Là cỡ 5 ô, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi đi ra xa ngắm thử coi nó ra gấu panda chưa nha. Đó, nó ra dáng gấu, một em gấu panda đang cầm một thanh tre đó. Được nha. Tưởng không được mà ai về nó cũng được không tưởng. Giờ tới phần khó hơn là làm cái phần mắt mũi miệng cho gấu nè. Giờ thì mình sẽ làm cái mũi cho gấu trước đi ha. Mình làm cái mũi trước. Đây cái mũi thì mình sẽ cách ở bên ngoài có vô 3 ô đi. 2 ô thì bị ít quá. Cách ra 3 ô. Mình làm cái mũi cho gấu. Hy vọng cái mũi này nó không bị bé quá. Sợ cái mũi bé quá. 1, 2, 3, ú, 1, 2, 3. Rồi ngay đây ha. Mình sẽ xây lên cỡ 4 hay 5 ô giờ ta. 1, 2, 3, 4. 4 ô thì nó cũng hơi bé. Thôi 5 ô luôn đi. Mũi to to xíu nhìn cho dễ thương á. Gấu con mà, càng dễ thương càng tốt. Rồi, xây qua đây luôn. Sau đó ốp lại. Chơi bây giờ chưa ra dáng cái mũi đâu. Cái mũi thì nó phải có mấy cái đốm đen đen giống như gấu, gấu bố, gấu mẹ đúng không? Sẽ canh ngay ô chính giữa. Ngay đây nè. Cho cái đốm đen liền. Đây luôn. Rồi, gì thì cũng không được. Phải xích xuống dưới nữa. Đây một cục nữa nè. Đó, gai dáng gấu hơn đó. Giờ còn cái miệng, cái miệng thì ở dưới cái mũi luôn ha. Cái miệng này cạnh cái mũi luôn. Bay ngắm thử cái nữa coi. Hi. Đó. Cũng gai dáng gấu panda phết rồi đấy. Được, được, được. Ở dưới cái phần chân thì mình sẽ chỉnh một xíu ha. Như vậy thì nhìn nó không có tự nhiên á. Mình sẽ chỉnh lại một xíu.
Coi coi. Đó, nó giống như cái chân đang ngồi hơn rồi đó. Hồi nãy thì nhìn nó hơi thô ha. Giờ chỉnh lại một xíu nhìn cho nó bớt thô hơn. Đây, đây. Rồi, vậy là xong cái phần phần thân dưới rồi đó. Còn phần thân trên thôi đó. Với phần lỗ tai nữa. Cái lỗ tai thì mình sẽ xây liền bây giờ nè. Ủa? Cái phần tai có bự không? Ôi trời ơi, mình xây tai bự tai nhỏ kìa. Oh my god. Gấu panda đột biến. Tai bự tai nhỏ. No 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 no. Đó, vậy là hai tai bự bằng nhau rồi đó nha. Hết đột biến rồi. Và phần khó tiếp theo đó chính là xây cái mắt nè. Mắt mình phải xây sao cho nó có hồn xíu thì mới đẹp được. Úi, mình còn có mấy bê tông xanh nè. Bê tông xanh với băng. À, được ta. Bây giờ mình sẽ thử gắn cái này vô coi. Nhìn mắt nó có cute không. Gắn đây. Ôi da, chụp mình bị double lit rồi. Ôi da, trời. Gớt. Gắn cái bê tông màu xanh vô nhìn mắt đẹp hơn nè. Kiểu nổi phần mắt lên hơn á. Gắn vô luôn. Ôi trời ơi, xuất sắc. Rồi, giờ thì tới công đoạn cuối cùng thôi. Là gắn một cái thanh tre siêu to khổng lồ á. Mà tre thì làm gì có cái tre là một lóc đúng không? Nên mình sẽ sử dụng cái bí ngô này giống... Ủa gì? Cái dưa hấu này giống như là tre ha. Xong rồi đó. Giờ thì ngắm lại một lần nữa nha. Đấy. Ủa sao? Có giống không ta? Mình... mình thấy nó chỉ giống cỡ 70-80% mà, chứ nó không được giống 100% á. Nhìn nó cứ téo téo làm sao á. Thôi kệ đi. Cái này tượng trưng đấy ha. Nhìn sơ qua cũng biết đây là khu vườn dành cho gấu panda rồi. Đó, quá đã luôn. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục nhân giống mấy em gấu lên ha. Ở trong phiên bản mới này á thì nó sẽ có một cái thành tựu. À, hình như cái này là nó mới thêm được cũng hơi lâu rồi đó. Đâu rồi ta? Nó mất tiêu rồi. Ui trời, bay lố. Hồi nãy mình lướt mình mới gặp nè. Thành tựu hình con thiền này nè. Hình chiếc thiền. Nó là 7 nổi 3 chìm với chú dê. Thành tựu ác thiệt chứ. Tức là mình phải ngồi trên chung một con thiền với một chú dê ha. Mà dê thì mình tìm chưa có gặp. Hôm nào mình đi cũng khá là nhiều vùng núi cao rồi. Dê thường thường sẽ xuất hiện ở vùng núi cao ha. Mà mình vẫn chưa gặp chú dê nào hết. Thôi thì hôm nay, sau khi làm việc vất vả thì chúng ta sẽ có một chuyến đi khám phá để tìm một chú dê ha. Đồng thời thực hiện cái thành tựu 7 nổi 3 chìm với chú dê luôn đi. Mình chưa gặp chú dê nữa nên hy vọng hôm nay sẽ là lần đầu mình gặp ha. Thông thường thì dê sẽ ở mấy cái núi cao cao á, chứ không có ở đồng bằng đâu. Nên mình phải tìm. Oh my god. Gớt này rồi. Cơ trưởng gớt này rồi. Thầy Lộc bị gớt này. Đáng bay thì thầy Lộc bị gãy cánh rồi. Các học sinh đợi xíu, thầy Lộc đi sửa cánh rồi thầy Lộc quay lại nha. Quê dữ người ta. Tới công chuyện luôn, cái núi này gần nhà mình nè. Lần trước trên đây mình nhảy xuống mà còn sống luôn nè. Thử lần này quay lại coi có gặp dê không? Dê núi. Trời ơi, mà công nhận cái này nó cao thiệt á nè. Tiếp trên đây mà vẫn còn nè. Cao giả mang luôn. Ô, bây giờ mình có nên làm lại cái nữa không ta? Hôm bữa mình nhảy xuống dưới á mà vẫn còn sống luôn. Đó, cái lỗ đó đó. Mục tiêu của mình là cái lỗ đó ha. Yên tâm, mình có vật tổ trường sinh mà sợ vậy. Dân chơi nào sợ mưa rơi. Chơi luôn. Vô. Oh my god. Được. Xém rồi. Hồi nãy phải gì là mình thành công rồi nè. Chút xíu nữa là có pha highlight rồi. Hơi đen. Ui trời, hết vật tổ chuyện sinh rồi.
U là trời. Ngựa ngựa chim biết nữa. Rồi đó, giờ hết ngựa luôn rồi đó. Hết vật đổ trường sinh rồi, sao dám gáy nữa. Gáy gáy là Enseri luôn. Nên thôi bây giờ mình bớt lại, mình tém tém lại. Nãy bóc phét dữ quá, mất luôn cái vật tổ trường sinh đó chứ. Và ở đây cũng là vùng núi đó nè, núi hơi cao cao thôi. Nó có lạc đà các thứ rồi mà mình không thấy con dê hết. Kiếm con dê có vẻ hơi căng rồi. Không biết mình đi hết bữa nay có gặp con dê không nè. Ở đây vẫn là vùng núi ha. Căng dữ ta, chuyến này hơi căng, hơi căng. Wow, sao tự nhiên trên một cái ngọn đồi cao giống như vậy, ngọn núi cao giống như vậy, thì lại có một cái cây, và trên cái cây lại có cái tổ ong nè. Hình như phiên bản mới này nó cập nhật vậy hay sao á. Đằng kia mình thấy cũng có một cây giống Iran như vậy luôn kìa. Hay nhờ. Tha hồ cho mình mang về để trang trí cũng như là lấy mật ong á. Ủa trong này có ong nha. Mình nghe tiếng ong nó kêu vo ve ăn trọng á. Lụm luôn, lụm luôn. Rồi giờ khúc này thì mình vẫn chưa thấy con dê là nào hết nha. Ông thấy cù lừa không à. Khó tìm thiệt sự á. Bảo sao nó là một cái thành tựu riêng biệt ở trong cái nhánh nông nghiệp nè. Thôi xong rồi, mình lỡ dính vào một cái nhiệm vụ khó rồi. A few moments later. Đây có phải là hẻm không? Đây rồi hai em luôn. Không phải một em nữa, mình có đem cọng dây không vậy? Ồ, mình có đem dây. Trước mắt mình làm cái thành tựu trước đi. Mình làm cái thành tựu là 7 nổi 3 chìm với chú dê. Lên. Không chê anh nghèo, lên xuồng anh đeo. Đi. Đúng rồi. Let's go. Nó, 7 nổi 3 chìm liền. Xong phía anh thôi nha, em kia là đừng. Đừng ham vui, đừng có trèo lên nha. Rồi xong. Dắt hai em này về liền, cực khổ lắm mới tìm được chứ không phải giỡn chơi đâu. Cuối cùng thì cũng có được hai em nó. Và sẵn tiện ở đây có vùng núi nè, mình lên mình khám phá thử luôn đi. Có coi trên núi này nó có gì đặc biệt hơn so với chỗ mình không? Mình thấy có cái điều đặc biệt hơn chỗ mình là chỗ này nó có nhiều băng hơn nè. Và mình thì tìm hiểu sai rồi. Con dê là xuất hiện nhiều ở vùng núi nhưng mà vùng núi băng nha. Băng tuyết giống như vậy nè. Trên đồi kia mình thấy còn một em dê nữa cơ. Ôi đi đường này cũng được rồi. Thôi dắt về đường bên này đi. Không sao. Từ từ thì cũng về tới nhà thôi. Không có gấp ha. Vô nhà mới em ơi. Vô. Ôi nhưng mà cái trang trại của mình thì nó bị thiếu chỗ rồi. Tại vì ban đầu cái trang trại mình xây chỉ để nuôi bò, gà, heo, cừu. Bây giờ lại có thêm dê nữa, chắc mình sẽ cho ở tạm chuồng ngựa nha. Và mơ mốt mình dời ngựa đi chỗ khác rồi mình sẽ cho dê ở riêng trong này. Rồi, cho dê ở đây tạm nha. Ủa mà dê có ăn lúa không? Mình chưa biết dê ăn lúa hay. Chưa, ngoài này có lúa mà. Nhưng mà mình gặt lúa thôi, con dê có ăn lúa hay không nha. Cho nếu ăn lúa thì mình nhân giống lên luôn. Mình sợ dê chê không ăn lúa. Nè anh cầm lúa nè, có ăn không? Ồ, dê ăn lúa. Được. Dê ăn vậy thì chịu. Rồi dê con đâu? Đây. Trời ơi, thêm mấy con vật gì đâu, dễ thương dữ không biết nữa. Quá tuyệt vời luôn. Ui cái gì? What? Ui, cái gì á? Dê biết kinh công hay sao á? Trời. Ủa, mình có nhìn nhầm không á? Trời. Hồi nãy dê vừa thi triển tuyệt chiêu gì á. Thôi mình buộc lại. Không được. Buộc lại gấp. Mẹn đét ô. Bay như Superman nha. Thứ gì chưa nói. Dê còn cũng buộc lại luôn, nguy hiểm lắm. Đi băng qua biết bao nhiêu ngọn núi mới dắt được về có mấy em mà kinh công bay hết.
bỏ cái chuồng này đi là mình buồn lắm, không có dễ dàng mà trốn thoát đâu. Vụt lại liền. Quá là nguy hiểm đến từ vị trí của những chú dê luôn á. Kìa, thấy chưa, cơ bay như chim á. Hay nhờ, được thật sự. Và ở phía bên này á thì cái căn nhà của mình nó đã bị oxy hóa và chuyển sang màu xanh hết rồi, rất là đẹp luôn. Lúc đầu thì nhìn màu đồng á thì cũng không ưng ý lắm á, nhưng mà từ khi mà nó chuyển sang màu này thì mình cảm giác nó bị đẹp hơn á. Và nó cũng có một cái thành tựu ở bên này, đó chính là mình sẽ bôi sáp ong vào một khối đồng. Sáp ong nè, khói đồng về nhà lấy. Mình không đụng vô cái mái nhà đâu, mái nhà mình đang đẹp rồi, không có sửa gì hết á. Khói đồng thì mình để bay vô nhà một cái, không biết còn hay không nữa nè. Sợ hết đồng rồi á. Ồ, hình như mình hết đồng rồi. Ở đây đây, còn khói đồng đây, cái này là khói đồng nè. Bôi thử á, coi như thế nào để làm được cái thành tựu đó luôn. Đó, bôi sáp ong vào khói đồng rồi nè. Ngoài ra nó có mở thêm thành tựu gì khác không? Có luôn. Cạo sáp ra khỏi một khối đồng. Wow. Đấy. Cạo sáp ra một khối đồng. Còn gì tiếp không? Hết rồi. Tí nị. À, đây là con của tí nị nè. Mình chưa đặt tên. Để coi nào. Tí nị, tí hon rồi. Giờ tới tí tẹo. gia đình tí không á. Tí tẹo. Đó, tí tẹo là con của tí nị và tí hon nha. Rồi, trở lại với gia đình đi. Tí tẹo. Rồi mình mốt không biết nếu mà có thêm đứa em nó đặt tên tí gì ta. Mình hết biết tí rồi. Tí nị, tí tẹo, tí hon. Rồi tới đó tính sao đi. Khó quá. Cái gì khó quá thì từ từ tính. Không biết các bạn còn nhớ cái học sinh... Ôi không, cái bác dân làng mà lần trước mình cứu ở bên này không nhờ? Học sinh mới của mình đó, chuẩn bị mình đi thăm học sinh của mình nè. Ê khoan, để mình sửa cái cánh của mình lại xíu cái đã. Tại mình bay qua đây gấp quá cái mình quên sửa cánh nè. Nói ra giờ mình farm quái, mình lấy kinh nghiệm mình sửa lại ha. Ui da, chảy đầu thôi. Bắn Reaper đi. Bắn cái nữa. Ui. Nice. Hay lắm. Để mình được đấy. Làm tốt lắm. Cái đĩa gì đây? Đĩa nhạc tên là Mo. Wow. Kiếm thêm đĩa nhạc về gắn vô cái hộp nhạc chơi cũng được ha. Khúc này hết quá cho mình farm rồi. Để mình... Ui trời. Cứ đặt xô nước gì đi là mau and seri lắm á. Đặt xô nước gì là toan rồi. Ok, sửa đựng tí rồi nè. Mình sẽ bay tiếp á. Để coi hôm bữa mình cứu cái bác dân làng nó ở bên này đúng không? Không phải. Chỗ nào ta? Bên này. Bên này không phải luôn. Mình nhớ là gần khúc sông rồi nè. Đây không có. Ủa phải đây không? Mình thấy đây quen hả? Phải đây. Ủa đúng không nhờ? Sao giờ quay lại đây nhìn lạ vậy? Nhìn nó kiểu không có một chút cái gì đó quen thuộc, thân thuộc gì luôn á. Ủa? Làm sao? Khúc này không phải nè. Ê, cái lỗ này. Vậy là ngay đây nè. Tại vì lần trước mình có chọc cho một con Reaper nó nổ. Nên mình còn nhớ được cái chỗ Reaper nó nổ nè. Ngay đây, học sinh lâu lắm rồi mới thăm là học sinh của mình. Đây học sinh của mình nha. Giờ thầy trò mình thăm nóng tình cảm vô đây nha. Thăm nóng tình cảm thôi, tò te thôi. Rồi. Đây, học đi cưng. Ngoan. À mà quên, nửa đêm ép người ta học trời. Thôi kệ đi, nửa đêm cũng phải học nữa. Đã là học sinh thì phải chăm chỉ lên. Nửa đêm cũng phải đi học. Và bữa nay thì mình muốn học sinh của mình bán cho mình quyển sách
chậm hỏng á, để mình có thể ép vô cái cánh nè. Chứ cái cánh của mình nó mau hư quá à. Bay một xíu là gớt này, bay một xíu là gớt này, nên mình muốn khắc phục liền bằng cách là nhờ học sinh của mình bán cho mình cuốn sách đó. No, nước tràn bơi đi. Quỷ gì đây? Trời ơi, hai thầy trò đang không nắm tình cảm thì nước tràn bơi đi. À, chắc tại vô cây đuốc mình cắm nên nó ảnh hưởng đến cái băng xung quanh á, làm cho băng bị tan á. Rồi đó, giờ hết sợ nước tràn bờ đê rồi học sinh ơi. Tập trung chuyên môn đi. Bán cho thầy cái quyển sách chậm hỏng nè. Không thì giống như một vài học sinh nào đó đó nha. Thầy nói trước đó, tính thầy hơi nóng. Đừng để thầy phải hành động. Chậm hỏng hai hả? Tiếc thế. Gán lên chậm hỏng ba xíu đi. Cũng không được, chấp điện luôn quá. Chưa có đinh ba, phải có đinh ba mà mình hốt luôn cuốn sách đó rồi đó. Nhưng mà thầy đợi em hơi lâu rồi đó nha. Chứ em làm sao đó làm, chứ thầy là hơi nóng rồi đấy. Bật cái điều hòa lên. Chứ không thôi là em đi luôn đấy. Đừng đùa. Đây rồi. Yes, yes, yes. Thành công. Em mà hơi lì đấy, nhưng mà thầy tạm tha nha. Ok, mình sẽ tịch thu hết sách chậm hỏng luôn. Rồi lên ganh đi, lên ganh vàng đi, bán sách gì? Hi. May mắn của đại dương. No. Vậy thôi, mình sẽ mua tiếp những cuốn sách ngọc chậm hỏng á. Mình còn dư được một stack ngọc lục bảo nè. Thôi, không mua nữa, đi về. Thầy trò chúng ta chấm dứt từ đây. Giận rồi. Ui, nhưng mà đi lên cũng phải cẩn thận nha. Bây giờ đi lên mà tự nhiên đâu Ripper chờ sẵn ở trên nó, cái đùng là banh xác thiệt á, chứ không có giỡn đâu. Thôi đi về thôi, chúng ta được khá là nhiều sách chậm hỏng luôn. Để coi nào. 2, 4, 5, 10, 12 quyển. Mình có tổng cộng là 12 quyển sách chậm hỏng á. Chiếc này về ta hồ mà ép vô những cái món đồ của mình luôn. Ô mà tính ra mình cần có một quyển thôi á. Để mình ép vô cái cánh á, mà mua là hẳn 12 quyển luôn, cho nó chắc cú á. Ghép vô, cánh xịn. Cánh xịn của mình. Chậm hỏng 3. Cánh xịn. Cánh xịn nha, cánh xịn. Trời. Có cánh xịn đeo liền. Và bây giờ mình có cái đĩa nhạc mô nè, mình sẽ thử nghe ha. Coi giai điệu nó như thế nào. Hợp cho nhẹ, tốn một viên kim cương thôi. Bây giờ thì cũng không có quá là khó với mình ha. Nghe thử luôn. Ồ, cái giai điệu nó hơi ghê nha. Cái giai điệu của cái bài nhạc này mình thấy nó kiểu nhẹ nhàng á, chứ nó không có kiểu hơi sôi nổi. Có một vài đĩa nhạc trong Minecraft cực kỳ sôi nổi luôn, nhưng mà bây giờ mình chưa có tìm được, nên đợi một lúc nào đó mình tìm được đi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức những cái bài nhạc đó sau. À, tổng kết trong ngày hôm nay thì mình đã có được một cái chỗ ở đàng hoàng cho những cái em gấu panda ha. Đồng thời cũng có một pho tượng gấu panda handmade luôn, do mình xây. Tuy nó không có giống gấu panda con 100% đâu, nhưng mà nhìn sơ qua thì chúng ta cũng phân biệt được đây là gấu panda chứ không phải loài gấu khác ha. Ngoài ra, những em dê có khả năng bay lượn như Superman cũng đã được mình đưa về nhà ha. Trong tương lai thì mình sẽ gán nhân giống cái đàn dê này lên nhiều xíu. Nhưng mà phải cần nhiều cọng dây hơn chứ không thôi dê nhảy hết khỏi chuột đó, thấy chưa. Mình mà không có dây là kiểu gì cũng bay mất cho coi. Nguy hiểm thiệt sự. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Bye bye.